Kênh Cù Lô Dung xin thân ái chào các bạn, các anh chị. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn, anh chị một góc nhìn đầy đủ nhất về một ngôi chùa cũng rất là nổi tiếng, đó là chùa Bà Chúa Xứ. Mời các bạn, các anh chị cùng xem nhé.